Lâu nhất chắc là khoảng hơn 1 năm ạ. Ngắn nhất thì là chưa bắt đầu nên là cũng không biết khi nào kết thúc ạ. À vậy đó hả? Một chút gia trưởng rồi. Thích gia trưởng hả? Dạ, một chút xíu. Tức em có là gia phải có chứng kiến đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không có gia trưởng luôn. Có chút xíu nào không? Muốn có là có lên. Em ăn thử có ngon không? Nhớ nhả xương nha. Rồi nhà trai. Rồi chào em trai. Rồi đi em. Xin mời nhà gái. Wow, món gì vậy em? Rồi để đi chút xíu anh Linh hưởng hết à. Nhưng mà chị biết cái món này món của anh Linh. Rồi cũng dạ. Qua tới à. Bắt đầu giới thiệu về mình. Em giới thiệu mời đi. Trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả có mặt trên trường hôm nay. Mình tên Lê Vân Trung. Nghề nghiệp là mình đang làm kỹ thuật cho một công ty kết cấu thép tại Đồng Nai. Quê mình ở Bình Định. Mình sinh năm 1993. Là 27 tuổi ha. Giới thiệu lớn lên cho chị. Dạ, xin chào chị Công Vân. Đấy, phải như xin thế chào anh được. Quyền Linh. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin giới thiệu một chút, em tên là Trần Thị Anh. Mọi người hay gọi em là Thu Anh. Và em năm nay bằng tuổi bên kia. Em hiện nay thì đang sống và làm việc ở Thủ Dầu Một Bình Dương. Và em làm trợ lý kinh doanh. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là người sáng tự lập. Tính tình vui vẻ hòa đồng, biết làm việc nhà, mà thích bơi lội và thích đi phượt. Biết làm chuyện nhà là chuyện gì? Giặt đồ, nấu cơm rồi em làm được hết anh. Được, vậy thì được. Điểm mạnh thôi, có điểm yếu gì điểm không? Điểm yếu là điểm gì? Hơi nhút nhát, với em không biết ủi đồ anh. Không biết giặt đồ, không biết ủi đồ hả? Không, không anh. Mỗi lần em ủi thì sao? Ủi này em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em. Còn em sao nè? Điểm mạnh là gì nè? Điểm mạnh thì chắc là cũng hay cười, khá là biết quan tâm người khác. Nhưng mà em quan tâm về tinh thần nhiều hơn ạ. Đó, và em thì... Em biết ủi đồ không? Không ạ. Đó em rồi. Không biết ủi đồ luôn rồi. Đó rồi. Rồi còn điểm yếu của em nè? Chắc là nhiều như lá rụng mùa thu ạ. Em nghĩ em... Thực ra là cũng không khéo tay lắm. Còn thêm một cái nữa là cũng hơi thiếu vitamin C mà chị. Vitamin C là sao? Chi là biển mà. Biển thì... À là ý em nói em thiếu muối đó hả? Tự bạn tự nhận bạn thiếu muối lên từ. Thì đang mua muối. Trời ơi, tưởng gì thiếu đường sợ thiếu muối rẻ xịn. Em có thiếu gì không trai? Dạ em thiếu bạn gái anh. Trời ơi có duyên dễ sợ. Thiếu bạn gái. Con này có duyên nè. Em có mấy mối tình rồi Trung? Dạ trước giờ cũng được rồi, 3 mối tình. Trời ơi vậy mà nó thiếu bạn gái. Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng anh. Mối dài nhất là bao lâu? Dài nhất thì cũng gần 2 năm dài. Nhưng mà dài 2 năm vậy sao chia tay? Quan hệ quen không công khai anh. Đàn ông phải có chút danh phận chứ làm gì quen 2 năm không cho danh phận gì hết. Em còn thương người đó không? Đối với em là tình yêu là một là xem là tất cả, hai là không bao giờ là gì cả. Ồ, không bao giờ là gì cả. Đúng rồi ta. Nha. Được. Rồi còn em sao? Bao nhiêu mối tình? Chắc cũng bằng bạn kia. Thì cái mối tình mà lâu nhất của em là bao lâu? Lâu nhất chắc là khoảng hơn 1 năm ạ. Ngắn nhất thì là chưa bắt đầu nên là cũng không biết khi nào kết thúc ạ. À vậy đó hả? Lý do tại sao chia tay vậy? Nhưng mà nó cũng không được rõ ràng lắm. Tức là chỉ cả thấy là hai đứa tình cảm bắt đầu nhạt dần, thiếu sự quan tâm lẫn nhau, sự chia sẻ về tình cảm hoặc là cuộc sống. Nên là dần là cứ tự lơ nhau ra. Mà muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người phụ nữ cao trên 1m5, ưa nhìn. Có luôn, gia đình tôi có hết á. Hiếu thảo với người lớn thì được rồi. Có muốn biết giặt đồ không, ủi đồ không? Biết thì tốt anh. Thôi quá, không kia không biết luôn rồi. Nè, có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Tưởng là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc. Còn em sao? Em mở bí kíp ra xem nó là cái gì ạ? Rồi em đọc cho thử. Em muốn người cao một chút. Em cao nhiêu? Em cao 1m65 chị. Được chưa? Thực ra là nó hơi xuống xuống một chút. Khuôn mặt dễ nhìn ạ. Dễ nhìn. Quá dễ nhìn. Dễ thương. Là người dễ tính. Dễ tính không cưng? Dạ em dễ lắm chị. Có bạn cá ra em chiều hết chị. Được không? Được. Tức là người có thể thông qua lời nói và hành động để biểu đạt tâm tư hay là tình cảm của mình. Linh ơi ra coi nguyên cái bí kíp vậy chị. Đọc tới 9 giờ tối mới xong á. Đây nè nguyên một. Đây. Đây. Đâu đưa tôi coi coi. Kiếm chồng mà con cuốn này mệt. Đó một cuốn vậy luôn đó. Ngoại hình cao 1m73. Cơ thể cân đối với khuôn mặt dễ nhìn. Thích cao vì mình yếu đuối cần được che chở bảo vệ. Bảo vệ nổi không? Dạ được anh. Có biết võ gì không? Cũng biết chạy thôi anh. Biết chạy rồi. Dễ tính, hài hước, hay cười. Đúng rồi, nó cười hoài luôn. Quyết đoán mạnh mẽ khi cần thiết. Mạnh mẽ không? Mạnh anh. Đâu nói mạnh coi. Mạnh. Vừa mạnh lắm. Nghe không? Một chút gia trưởng rồi.
thích gia trưởng hả? Dạ, một chút xíu thôi, chút xíu. Em có gia trưởng không? Phải có chứng kiến đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không có gia trưởng luôn. Có chút xíu nào không? Muốn có là có thôi. Muốn có là có thôi hả? Rồi, không nề hà trong việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, có thể ủi đồ. Em yếu đủ ủi đồ là em thua anh. Mấy anh đọc thêm thì chứ không có. Là người có chút lãng mạn. Thì muốn lãng mạn này cũng được anh. Muốn gì được hết luôn. Trời đất ơi. Nhưng cần nhớ các ngày lễ quan trọng như Valentine, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày quen nhau hay là ngày kết hôn, ngày lễ phụ nữ vân vân. Biết hết các ngày không? Dạ, mấy ngày đó thì biết anh. Biết không? Ngày nào đâu? Ngày 14 tháng 2 Valentine nè. Ngày 24 tháng 1 là sinh nhật em nè. 24 tháng 1 sinh nhật. Để vô đây làm chi vậy? Quê quán không yêu cầu nhưng là người đang làm việc ý định định cư lâu dài tại Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Em ý định là ở trong này chứ không về quê. Bây giờ là em xác định là thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không? Ở đâu cũng được anh. Giọng nói dễ nghe nếu được, trầm trầm hoặc trầm cảm. Ê không phải. Năng khiếu là nếu được, mong muốn anh ấy biết hát, nấu một vài món ăn sở trường, biết sửa một số đồ dùng trong nhà. Biết hát không? Biết anh. Hát gây cho ta 300 điểm thôi. Bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Được không? Dạ được. Được, hát qua được. Nói chung là đọc hoài mà của em cất đi rồi coi có gì về nghiên cứu. Em mình dung cái bạn bên đó làm sao? Có được bao nhiêu phần trăm cái mà em muốn? Cũng được 70% rồi ạ. Rồi thấy là hy vọng rồi đó bé ơi. Em nhắm trong cái cuốn sổ em đang cầm đó, nó khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chứ anh thấy có 30 thôi đó. Anh cũng phải 90% em ơi. Trời ơi, chị giữ ta. Mạnh mẽ. Rồi, vậy là ổn rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn về. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và khán giả trường quay và nhà bạn gái bên kia. Khuôn mặt dễ thương, tính thì cũng cao ráo mà rất hợp với em trai của em. Chung này nó cũng hiền, rất là vui vẻ. Nên là hai đứa trao cho nhau cơ hội để bấm nút hẹn hò. Em đi với ai? Dạ em đi với dàn nhà gái là toàn gái ạ. Các chị em thì đều chịu độc thân ạ. Có chị họ xa. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, cùng chào bạn nhà trai và mọi người trong trường quay. Từ nãy đến bây giờ ngồi thì mình thấy bạn trai bên này á, sắc vóc thì là nhỏ nhắn nhưng mà dễ thương, nước da là rám nắng, là đẹp trai. Về cách nói chuyện thì là dễ nghe, hài hước. Theo những gì mà cậu ấy phỏng đoán là cậu được 90% á, thì mình nghĩ là như anh trai đánh giá là 70% nhưng mình nghĩ là cũng được trên 6 rồi. Thì hy vọng là em cũng có nhận xét của mình và sẽ đưa ra được cái cơ hội để cho hai bên có thể thân thân tìm hiểu. Nhưng mà cái này thì phụ thuộc phần lớn vào em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Bây giờ mở rào cho mở hai em gặp mặt nha. Mở rào. Bỏ đó vô túi đi, bỏ vô túi. Về ngẫm, nghiền ngẫm thôi. Trời ơi, cái mùi này tôi chịu không nổi ông Linh. Tôi biết cái mùi món hảo của ông á. Em nói ý nghĩa tại sao lại tặng ảnh, làm cái đó tặng ảnh. Em thấy nó ngon ạ. Tự tay em làm hả hay sao? Dạ đúng rồi. Ừ, đó là món gì em nói đi. Anh đoán món gì anh? Thịt vịt kho gừng. À đúng rồi. Em ăn thử có ngon không? Nhớ nhả xương nha. Đó là ăn bữa cơm mà được. Ăn không phải mặn đấy. Ủa ta làm không? Ăn với cơm tự nhiên ông ăn không rồi ông chê. Có ai nói vịt kho gừng ăn chơi đâu. Thôi, tao nói chuyện đưa cái dĩa đây. Thấy để tôi xuống tôi lo dùng cơm này cho. Rồi còn em mở cái quà ra coi là gì. Đưa anh được. Mở dùng em không biết. Ừ, đó. Anh tặng em món gì đấy? Anh cũng nấu một món ăn để đến đây dành tặng cho em. Sushi trứng cuộn anh tự tay anh làm. À, cũng là đồ ăn hả? Dạ. Wow, dạ. Mà em để trong cái hộp thì tưởng là cái món gì đó, em ăn thử luôn đi cưng. Hơi mặn. Không, cái hơi mặn món anh kia. Ơi, em nghĩ là kết hợp với món này hay là hợp với anh? Em ăn thử đi, còn dư để anh. Đầu tiên là ngọt ạ. Đầu tiên là ngọt quá hả? Hơi không, bị ngọt. Ngọt của cái, không phải ngọt của đường ạ, ngọt của cái vật liệu nó làm nên ạ. Mà ngon không? Ngon. Ngon. Rồi anh ấy đi, hỏi Linh coi nó cái nói chuyện này cho nghe. Rồi hai đứa ngồi đi. Em thấy anh sao? Đẹp trai ạ. Anh nói là cũng dễ thương. Dạ. Em rất thích con trai mà mặt vuông chữ điền á, nhìn rất là men. Đó, quá vuông luôn. Dạ. Em có thích lấy vợ người Bắc không? Ở đâu cũng được, chỉ mà quan trọng là mình sống và mình lập nghiệp như thế nào thôi. Mình tìm hiểu nhau á, thì là anh dự định là chúng ta sẽ hẹn hò thế nào ạ? Thì anh thì
miễn em cho lý do là anh đi thôi. Anh thời gian tối anh cũng rảnh. Rồi một tuần em có thể, nếu như hẹn hò em có thể gặp, cho anh gặp được bao nhiêu lần? Nếu mà mình gần nhau á, em nghĩ là ngày nào gặp cũng được. Còn nếu mà hơi xa thì không sao, thì có thể là tuần 1-2 lần cũng được ạ. Em ở Bình Dương là em chỗ nào em? Ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đó anh biết cũng gần mà. Em hỏi chút, anh là con thứ mấy trong gia đình ạ? Anh là con út. Trên đó là anh trai. Đúng rồi, còn anh lớn và chị nữa. Vậy thì ước mơ của em là hai đứa con gái là nó dễ dàng hơn đấy ạ. Đúng, anh còn không quan trọng, miễn có là được rồi. Nhớ giữ mấy này làm kỷ niệm nha. Không rồi đó. Hả? Ngon. Thì mình chốt cái đi. Nói những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Muốn em cho anh cơ hội để bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn. Rồi, hai bạn để tay mình nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta trao đổi cũng khá lâu. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã cảm nhận xem thật sự tim mình có rung động hay chưa. Chừng nào rung động, chúng ta hãy bấm nút. 3 1 2 1 Hết thời gian. Rồi, hay quá. Chúc mừng. Bà bấm chậm làm tôi bị hú hồn theo. Bà suy nghĩ một điều gì đúng không? À không, tại vì em nghĩ là phải đợi xong đi mùa sau mới đúng luật. Người ta làm theo luật. Nắm tay nhau đi. Bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò nhau rồi đó. Nhớ tên bạn gái là gì không? Tưởng Anh. Ừ, hay quá. Trời ơi, suy nghĩ gần tưởng đâu là mệt rồi đó. Giờ em gái có nhớ tên bạn trai là gì không? Em thấy anh đẹp trai quá, em run quá à. Bạn này tên gì? Tôi còn không nhớ là gì bạn nhớ. Tên Trung. Nói lớn lên nào, anh tên gì? Anh tên Trung. Lớn nữa. Anh tên Trung. Lớn nữa. Anh tên Trung. Đó. Không luôn. Không. Ô luôn vô. Không. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Đừng ăn hiếp nó nghe em gái. Dạ không. Nghiệp nó hiền lắm á. Thôi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện nha. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chủ nghỉ em rồi. Em ơi, thôi. Vậy là hai bạn này á, Linh. Mà hả? Nếu mà có bấm nút á, thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá Linh á. Đúng rồi, đơn giản thôi. Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi, rồi lấy nhau, rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cấm Hiệp. Tô Cấm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cấm Hồng như. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia ạ. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cách thôi đó. Dạ, đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi nha. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chủ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá ha Linh á. Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải đi công viên bất cỏ. Hẹn nhau ở nhà nghỉ. Ủa, không cần đi công viên bất cỏ. Kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp.
Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều với mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp, nên phải dừng lại. Dừng lại? Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ, em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa, tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Của em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ, lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ, em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ, có. Trời, nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng? À, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi, rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ, tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về Di đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn, cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ gì làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là biết trời nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Biết nhậu rồi từ từ nó ghiền, xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, si sợ vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi bên coi đàn đi, trai đàn đáp trai ứng đi. Được nhu cầu của em hay không? Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái giá miễn phí liền. Dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó, xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ. Khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À, chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm ơn được rồi, thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi rồi. Dạ, em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà trai. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chén nước hoa.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra, là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra, làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Dạ, dạ anh tặng cho anh nước hoa gu xì à chị? À gu xì là đúng rồi ha. Dạ rồi, dạ em cũng rồi, thích rồi, nước hoa bây giờ tới đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nha. Dạ anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen chưa? Là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh dạ. chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà lên để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm dạ. nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đấy em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? À. Em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thừa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bài nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì âu đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi, hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị, chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1 2 3
hết thời gian. Chúc mừng. Rồi bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem, và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó, con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiến xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè, nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó, ông đừng có quên của nó tội. Không làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu mô nè, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má, ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và đây, chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vì không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó em. Thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ con nữa đó. Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Mời bạn nam. Ai. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó em. Rồi, thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ con nữa đó. Không ai vô được hết á. Dạ. Nha. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường như quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út dạ. Chó. Dạ em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thêm mót có tên là út lòi nữa. Tức dạ. Là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi.
Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đông một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ ạ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em, mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm vậy. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi đó. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Em 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có hai mối tình. Thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ. Cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng. To trắng không chị? Em nói gì nữa? Lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, trời quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Thiệt không vậy chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ em chào anh. Chào anh gái. Nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân người ta đi học là người ta lo, người ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Ta hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Nhà cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ vậy hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ. Thì tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em á có gia đình rồi, cũng mong muốn á chị có được một gia đình hạnh phúc.
tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc cho chị em. Rồi, bây giờ anh trai, em đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn á. Rồi, em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số 1 luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Trời ơi. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi, thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch, thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy, anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn? Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á, thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi, mình trả em hiếu có ở cho đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin. Nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á, thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh. Chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ. Bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em đêm hát. Làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ,
Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời. Ngoài xu bụi ngồi bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Dạ, anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, mừng lắm. Vui. Vui rồi đó, nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào, cái nụ hôn đầu tiên con tôi đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Mọc ốc không? Có trúng không Úc? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chưa? Chưa trúng. Úc này kia. Úc lại luôn trúng đâu mà Úc. Úc lo kỳ quá. Úc không. Lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Mà phải trúng. Trúng chưa? Dạ rồi, rồi. Hả? Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Trúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Kinh quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao à, chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Mà hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Nhà đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhà cứ giải thoát ế không. Bấy giờ Lucina điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi, hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Biên Hòa Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bằng Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hả? Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sợ đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Chứ dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi. Cả nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh. Chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người.
thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ đó là cái nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Hồi là... đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi mà đáp gì? Lại bằng gái luôn, hát dạ. Câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung, bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Yeah. Rồi em sao? Nên lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ thuở học sinh. 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình nên là hai người cũng... Là thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh em ở đây thôi mà. Anh có ngại ta không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn rồi hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vùng Mỹ. À, không gì cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. À, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hỏi. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh bên kia có hút thuốc không ạ? Thuốc không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Trời, không tóc anh đẹp lắm anh. Có hỏi không? Dạ không hỏi luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ em được chị ạ. À. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc dạ. Có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không, nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, biết chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Đó như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính thị lắm anh. Mình rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ ơi. Không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ hết trơn. Bừa bộn, thôi nói chữ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi.
Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy qua đàn trai tôi chịu, đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Về tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và anh họ em. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh. Trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi ha cô. Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh. Quà đi, quà đi quà cho hả? Có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa đây, của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Đúng rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher triệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm xem mọi người coi nào. Anh mong muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ vâng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao, ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Nhà đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhà cứ giải thoát ế không. Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm, mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương, nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Thế vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả, nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì đấy là em cái định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần không ông? Sát bên. Gần sát luôn ạ. Sát bên mà.
Nên là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Thôi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu mà. Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh có chứ. Nếu mà không đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng, ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được, có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Thấy cái mồi này có bộ ghen à nghe? Ghen á. Em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái, không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi, thích lăng nhăng. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai, chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau, và con hứa cái gì đó. Vâng, kính thưa cô chú, thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau. Và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, em chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến, và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo sự mối quan hệ hòa hợp với nhau. Tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam mới có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của Linh. Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Ý, thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái, sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Rồi, một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Dìu bạn gái đi, đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm chút đi. Ba em á đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng, nhưng mà mới có 3 tuần thì khi hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Cho anh xin phép đẹp đi. Xin mời nhà gái. Dạ, chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Thôi, mời anh trai ngồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha.
Nghe bạn gái giới thiệu nha em trai. Em chào chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thùy. Năm nay em 25 tuổi. Em làm trợ lý theo dõi đơn hàng của một công ty may mặc. Em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Rồi, chào Thùy. Mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nào. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Và rằng các bạn đang xem trường quay và toàn thể quý vị đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Minh Sang, em 27 tuổi, em đến từ Long An. Em đang làm tại công ty thép Vinawan ở Bến Lức, Long An. À, vậy thì cũng gần rồi ha. Bến Lức thẳng tới Bến Tre, không Bến xa mấy. Dạ, Bến Tre. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sang? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia và biết nấu ăn. Giỏi. Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể chia sẻ làm việc nhà. Hay quá. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là viết chữ xấu. Viết chữ xấu. Bây giờ đánh máy không ạ? Có rất nhiều người viết chữ xấu không lo. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em á, em kể cái thứ nhất là em siêng. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á, là cũng siêng chơi. Chơi gì? Dạ ý là ví dụ đi chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Siêng chơi ha. Tôi khoái câu siêng chơi. Đúng rồi đó. Điểm yếu của em là em thấy em bị chậm. Với em bị quần. Xào quần á hả? Dạ đúng. Người miền Tây mình hay kêu là xào quần á đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy xe em cũng chậm, cứ tèn, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, không biết là ngắm đông ngắm tay cái gì đó. Ăn có chậm không? Dạ ăn chậm luôn, bị mấy chị trong công ty nhẹ hoài luôn. Tắm có chậm không? Dạ có luôn. Mấy tiếng hồ trong nhà tắm? Có thể là nửa tiếng, một tiếng. Mà ba em mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi, nghe sao thấy em trai? Dạ. Nghe thấy gì được không? Dạ được. Được không? Đường về tình duyên của em sao Sang? Dạ em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối? Dạ. Mối tình đầu mấy bao lâu? Dạ mối tình đầu khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Đơn phương á hả? Dạ em theo đuổi mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Người ta có giải thích về tại sao không? Bạn nói đó là không muốn yêu. Không muốn yêu hả? Dạ. Rồi cuối cùng người đó có lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa rồi, dù giờ đùng cái người đó quay trở lại với em sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Đã qua rồi ha. Giờ không còn nghĩ tới người đó nữa đúng không? Rồi. Đường tình duyên đây cũng trắc trở lắm. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ruột gan mình sạch sẽ để mà mình đón nhận những cái điều mới mẻ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hỏi đường tình duyên nè. Em gì cũng chậm hết. Em yêu có chậm không? Dạ có. Cụ thể sao nói vậy Lan nghe coi. Ý là em kiểu như là em không có yêu một cách sâu sắc á, quen thì nghiêm túc. Nhưng mà em không có dám hứa. Tại vì em sợ mình làm không được nên em không dám hứa, xong rồi cái người ta không có tin được á. Bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức quen thì em chỉ quen mới có 1 mối tình thôi. Mình quen bao nhiêu lâu mình chia tay? Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn 1 tháng. Nhưng mà mới có 3 tuần thì cái 2 người chia tay. Trời ơi. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Bây giờ mình nói luôn đi. Cái tiêu chí chọn cái người bạn sắp tới của mình là gì? Em thích cao, mập. Em kể chi tiết quá được không ta? Được. Nhiều tóc, mày rậm, môi son, thơm. Chị tưởng em tả hàm hương được không á? Cho tôi một cái son tôi đánh vô coi. Về tính tình á thì em hy vọng là bạn nó sẽ đừng có nhây quá mà cũng đừng có đầm quá. Rồi em thích người ta nhanh hay chậm? Nhanh đi, tại vì em chậm rồi. Bây giờ nhanh là lỡ hẹn hò nói em ơi 7 giờ hẹn nhau nha, mà người ta nhanh quá 6:45 ta tới rồi. Em biết em chậm cho nên em lúc nào em cũng trừ hao á, cái em chuẩn bị nó bị dài lên trước. Là 1 giờ là em chuẩn bị rồi hả? Dạ em phải trừ hao cho em. Mốt bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Cái này mấy chị trong công ty cũng chọc em nữa. Cái gì cũng chậm vậy luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cố gắng nhanh á thì nhưng em sẽ bị rối. Bạn này ý thức được việc đó. Dạ. À.
nhanh quá thì em mình bị rối. Mình tập thể dục nè, mình rèn luyện kỹ năng mình cho gì cho nhanh chút xíu được không? Em tập thể dục thì tập thôi, nhưng mà nó vẫn vậy à. Phải vậy đó hả? Dạ. Mình ghét đàn ông nhất là điều gì? Dạ ghét hút thuốc. Ghét hút thuốc. Xong rồi không có thích mà nói chuyện về quá khứ, đừng có ăn mày quá khứ. Rồi. À, đừng có bắt em hứa gì về tương lai hết. Cứ là hiện tại vui là được rồi. Rồi xong rồi đó. Em cầm giấy gì á, thư bạn trai hả? Dạ ý là em có định hát một bài hát. Em muốn hát luôn bây giờ hay em muốn tí mở rào em hát cho bạn trai nha? Để hỏi tí em tặng quà rồi em hát, nhưng mà hy vọng là lúc đó em không run. Rồi, bây giờ mình sẽ qua mình coi coi qua bạn coi trai. Qua coi đi. Chào em. Trời em ơi, đẹp trai lắm. Mà không biết có cao hơn em hay không thì chị không biết, mà đẹp trai lắm. Em chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Là không cao bằng em đâu. Bên kia môi son má phấn kia đó. Thấy thương quá, tình trường cũng đoạn trường quá ha em. Thấy bên kia hơi chậm á. Dạ. Em thấy có ổn định không? Dạ ổn. Được đúng mọi không? Thứ để em lo. Mọi thứ để em lo được đúng không? Dạ được. Rồi vậy thì bây giờ mình nói cái hình mẫu lý tưởng của mình cho chị Lan nghe coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em là cao bằng em mà, hoặc là dư xăng luôn á. Bên đây hơn nha. Bên dạ. Đây cao hơn đó. Dạ ốm hơn em. Rồi dư luôn. Ốm luôn á. Ốm hơn. Dạ, dạ. Rồi cái gì nữa? Em thích bạn gái của em là sẽ có những cái đức tính nào? Dạ em yêu thương gia đình và thương yêu ba mẹ em, cũng như là em sẽ yêu thương ba mẹ của bạn. Rồi tốt, cái đó bạn gái nào mà có là tốt lắm, mà chị tin là bạn gái bên kia sẽ như vậy. Yeah. Rồi gì nữa? Hiểu và cùng em bước đến cuối đời. Bên đây tôi thấy được đó. Đức đây là nghiêm túc lắm á. Nghiêm túc luôn. Ừ. Cái điều gì em không thích ở con gái? Dạ em không thích ở bạn nữ là thí dụ như mà xác định quen em đi thì không thể nào đi chơi riêng với một bạn trai khác. Đó là điều đương nhiên rồi, không bạn ai làm như nghiêm vậy. Nghiêm chỉnh lắm. Chừng nào thì có thể kết hôn được? Hiện tại là em sẵn sàng, tại vì hồi trước á em hay có suy nghĩ á là đợi khi nào mình hoàn hảo á và mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà em thấy em cứ cố gắng hoài em vẫn không có hoàn hảo được. Nên là em bây giờ em thay đổi suy nghĩ là mình có thể làm cùng lúc hai thứ. Ừ, được, ok. Trời, tôi thích, tôi em thích đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em. Dạ, là đầu tiên thì con xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Con tên Ngân là bạn thân của Thùy. Dạ, con thấy bạn Nam rất là hiền. Đẹp trai. Hợp với bạn của mình không? Dạ, theo con thấy thì cũng hợp. Em nhắm là với cái tính mà chậm của bạn em thì bên đây có cải thiện được không? Dạ, nói chậm như thôi chứ thật ra bạn cũng không có chậm lắm đâu chị. Thật ra là chị thấy nó từ tốn, nó nói chuyện là tiếng nào ra tiếng đó, rất từ tốn. Dạ, đúng rồi. Bên đây ta hứa rồi, thế giới để cho bên này lo. Hôm nay gặp nhau là duyên rồi thì mong hai bạn cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu tiến xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Bạn Nam đi với ai kia? Dạ em đi với bạn em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là Tuấn, là bạn thân của Sang ạ. Em thấy bạn nữ này dễ thương. Có hợp với bạn thân của em không? Dạ thấy là có hợp ạ. Có hợp ha. Sang nên xem xét đi Sang. Rồi. Bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho em rồi đó, tiếp thêm niềm tin cho em rồi, mọi chuyện còn lại là do em. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi mở rào. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Mình cũng cố gắng tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Cho anh xin phép đẹp đi. Vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Em cũng có món quà tặng anh. Mình mở ra. Mở ra coi thử. Cẩn thận. À, cái này là một món quà mà em tự làm. À, nó không có ý nghĩa gì hết, mà tại vì em làm em thấy nó đẹp với nó dễ thương thì em tặng anh thôi ạ. Ủa em lại gì vậy? Đây, đây tôi hổ. Dạ là một cái hộp rượu. Rượu nho, hả? Rượu trái cây. Làm tự ngâm luôn hả? Dạ. Uống được không? Dạ được. Dạ em ngâm nó cũng chưa lâu lắm nên nó chưa có lên chưa màu. Xỉn, chưa xỉn. Rồi về chỗ đi các bạn. Nãy giờ nói chuyện qua hàng rào thôi. Giờ mặt thấy sao nè? Dạ em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Dạ cũng hiền lành, vui tính. Cao không? Thấy cao không em? Dạ cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được.
Dạ, tại vì em thấy là có nhiều bạn á, kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đứng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ, với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Rồi, hát. Hát, đó, hồi nãy tính hát đó. Em có một bài hát, dạ em hát cho anh nghe với lại... Ngồi trong quán bán nhâm nhi, ly cà phê một nắng. Cuộc sống cứ thế ngọt ngào và cay đắng. Thèm một chiếc bánh chia đôi, nhưng lời nói cười. Và đôi tay lại đến chặt tay giữa phố đông người. Chuyện về chiếc bánh mang tên tình yêu anh đã nghe bao giờ. Nồng nàn khiến em ngẩn ngơ như vừa hôn anh. Mùi hương kem trắng thơm thơm, lần chiều đám say nhẹ nhàng. Vì yêu sẽ vẫn ngây thơ đợi chờ. Hát lại liền, hát lại. Anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Bài Em về kiểu trời mưa. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Anh thấy đầu tiên là hai bạn hợp nhau vì chuyện hát rồi đó. Rồi, mình tiếp tục đi. Hẹn hò sao đó? Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Anh thì làm việc ở Bến Lức, là đang làm nhà hành chính. Có thể là anh sẽ rảnh ngày Chủ nhật. Dạ. Mình có thể đi chơi vào ngày Chủ nhật. Dạ. Em thì công việc của em cũng làm từ thứ hai tới thứ bảy, em cũng rảnh Chủ nhật. Chủ nhật thì em hay thường đi về nhà chơi. Hoặc là không thì lâu lâu muốn đổi thì có thể đi cà phê hay là đi đâu đó đi chơi cũng được. Chuyện nếu các bạn tiến xa hơn, các bạn sẽ về chung một nhà. Rồi chuyện tiền bạc sao? Có thể là tiền bạc sẽ có vợ giữ. Cái này thì em hay tâm sự với mấy chị trong công ty hay khuyên em là giữ tiền. Nhưng mà nếu mà cái tính của em thì ai tự giữ tiền cho khỏe, tại vì em nhức đầu á. Em thiệt sự là em nghĩ như vậy, nhưng mà mấy chị trong công ty với mẹ em hay kêu là em giữ tiền, nhưng mà em thấy nhức đầu. Vậy giờ sao? Vậy giờ em muốn giữ tiền hay là sao? Dạ em không giữ tiền, em giữ tiền em thôi. Trên trời dưới đất tôi mới thấy cô này. Tiền. Giờ cái sân khấu này mới thấy. Đàn ông vô cùng thích thú với việc đó đó. Nhưng mà em xài tiền em là để em lo thân em thôi. Còn nếu như mà có con cái đâu thì anh phải lo rồi chứ. Tiền em hiện tại chỉ đủ lo thân em thôi. Thật. Không sao anh lo được. Anh có thích nuôi chó trong nhà không? Có em. Dạ. Hỏi chi vậy? Tiện hỏi xong ta trả lời có rồi cái thôi. Dạ, ý là biết nuôi chó, thích nuôi chó thì được. Tại vì em cũng thích là có một con ở trong nuôi chơi chơi vui vậy đó. Em lo cái tiền em lo đủ, mình em mình nuôi chó ai lo? Ừ, ảnh lo. Rồi bây giờ hai bạn, bạn trai hãy tiến tới nắm tay cô gái để xem trái tim mình có rung động không. Nói với cô gái những cái điều gì mình đang nghĩ và mình mong em muốn. Em nhìn vào mắt anh, em có cảm thấy là anh là người đang ấm áp không? Em thấy anh cũng dễ thương. Em cảm thấy là thân thiện dễ gần là được. Tại vì em kiểu như là em cũng muốn có mối quan hệ là kiểu như là bạn đời á, thì mình có thể nói chuyện với nhau được. Hứa hẹn sau bài thì anh không thể mà hứa được, tại vì là tương lai không biết trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta hợp thì anh sẽ hứa yêu thương em suốt đời. Hay quá. Dạ. Rồi. Hai bạn về chỗ các bạn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định là do các bạn bấm hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 6. Bạn gái rất là quyết liệt, bấm là không có chậm nha. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Mừng quá hả? Dưới mừng quá hả? Hùng gái vô má làm kỷ niệm coi nào. Không có dừa không? Dừa. Dừa khớp.
rất là hợp lý luôn. Thơm không? À, thấy có cảm giác nhiều không? Dạ có. Có đúng không? Em gái thấy nụ hôn nãy sao? Hả? Dạ cũng kiểu dễ thương á. Dễ thương hả? Dạ. Hôn cái nữa được không? Dạ thôi ngại. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm tròn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, giàu vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình dung siêu tóc Toshiba KT17SH2NV, thiết kế sáng đẹp ấn tượng. Thiết kế hiện đại nhất với thân bình được làm từ thép không gỉ, tạo vẻ ngoài sáng đẹp bắt mắt. Thép không gỉ SOS304, bộ gia nhiệt cao cấp ASIC, nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ, góc mở nắp lớn 75 độ, mở nắp bằng một nút nhấn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Quick Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Chúng ta đưa nhau về nào. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Chúng ta vừa trải qua hai cặp đôi, chứng kiến họ nói chuyện với nhau, chứng kiến họ hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Mặc dù cặp đôi đầu tiên không bấm nút, nhưng mà mỗi mảnh ghép chúng ta sẽ có hàng triệu mảnh ghép đang đợi chúng ta. Đừng lo lắng điều đó quý vị nhé.